Chết chết chết. Bảo ba ảnh rồi. Ông ơi mà sát nào người ông im. Ông ơi sập đến nơi rồi nè. Đang lên ông đẹp nhỉ. Tiếng xấu hơn con kia. Con này bộ bé. Này bộ bé. Đúng con này sao không biết nè. Giọng hay nhỉ. Bộp, bộp. Chết này. Con này tử vong cao lắm anh ạ. Bộp. Ông vợ nhảy mặt nào. Mặt đây nè. Chết. Con. Chết này. Nó đã chết này. Chết này. Chết. Vừa đây nó chết khỏe hơn. Căng nhỉ, hai con này đúng là đối thủ nhau. Chết rồi. Chết rồi. Thì vẫn chết cả. Ngày đầu cũng thấy mình dai đấy. Đấy. Mình thích rồi. Thế thì kia phải đi đâu? Ngay tại nhà luôn. Tức cười ạ. Ông ơi sát đồng luôn. Đứng chỗ xe bò đây mọi người. Đấy, trẻ. Ây à. Vội trẻ. Không, nói trẻ. Được đấy. Khi này, úi ôi, nó lon rồi. Ui, sát nồng không ạ? Chết mà. Đấy, nó cứ định nhảy ra. Ông bắt đầu biết thì... cứ nhòm ngó nó đi nhảy mà nó không hóa. Đây này, lên đây mình làm dễ chết. Quên nó lại rủ đâu con khác đấy. Bay đi rồi. Còn đường dưới xuống lại xuống rồi. Hay về. Ngồi nó gọi nó không phải đi. Rồi cho trên nắp bể thì chết rồi. Chỗ này nó bởi vì nó cũng hơi con này chết rồi không ạ? Đấy, xuống rồi. Nóc đâu mà? Còn con khác nữa. Vẫn con đấy, đang ăn nuôi này. Hay nhỉ? Nhảy. Ui dồi. Cần hết. 100%. Nhảy. Nhảy, chỗ đấy nhảy quá đẹp. Mùi bướng thật nhảy. Ơ à, đeo hiểu sao lại không nhảy qua đấy. Nó lại xuống rồi. Xem mấy kim nó chỉ hồi hộp thế này nó thôi hộp. Ông ơi không ngờ nhà mình lại có con sổng nào nó về. Đây nó mới hồi hộp của cái này. Ui giời. Nhảy nhảy đi ra nhảy. Nhảy ra ra. Ui con này chết cao lắm anh ạ. Chết kìa, kìa trẻ con. Chết này. Đeo ra. Đá, kiểu này nó đang tìm đường đánh thôi anh ạ. Đá là đá. 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 Nhìn đó, nó đang tìm thấy đánh rồi. Này. Điền thế nhỉ? Nói chung cặp này nó hấp dẫn nên cặp con người sập. Cảnh đấy chắc đéo rồi nhỉ? Ừ.
mùi không cứng sập hết. Đấy, đâu khác hẳn đúng không? Con này chết rồi. Cái kiểu cái lượng nào rồi là chết. Alo à? Alo? Em chưa làm đâu. Đang nghỉ. Bây giờ này nhờ. Dây điện ở giữa nhá. Ở giữa cái cục ấy. Giữa cái cục ấy. Ngay thanh dựng vào 5 đến 10 phân là có. Vâng, ok. Đâu sai đâu, em lấy từ cân phòng mà từ cái dầm ở trong kia vào đến cái dầm ở tách khe ở chỗ làm cái thanh dựng ấy thì mình phải lấy giữa chứ đẩy lên năng này là đi rồi một hộp thôi.